khi lúc phun dầu là mình dốc phải tưới kiểu kia. Không mình tưới là không mình lâu lắm. Tưới xưa. Bao giờ xong nó làm cái nhà nó lớn. Thank you.
vô. Ở đâu phải có việc mới đầu tư được cả chảo đúng không? Này kia được. Mẹ trên huyện nó làm cái máy chất đá xin xin mình bởi mẹ không ác hơn rồi thế mãi cho mấy chó của cái điên của đà lên chắc là nó nhiều việc cái xưởng đá chơi cái gì ở Bắc Giang thì không có. Bây giờ mà cắt những cái nhà lớn mà nó ấy hết mặt tiền thì cũng đơn giản thôi nhỉ. Nói chung thành phố mình giờ cái nhà kính thì cũng ít, toàn cái công sở. Tám rồi, xin cảm ơn.